Ngày 27 tháng 3 diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Jordan và đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ chạy cánh Phạm Xuân Mạnh đã có một ngày thi đấu đầy ấn tượng với đường chuyền nhảy đặc, giúp cho Anh Đức ghi bàn mở tỷ số. Quá là một ngày đặc biệt với Xuân Mạnh khi ngày 27 tháng 3 cũng chính là sinh nhật của anh. Hòa 1-1 với Jordan, thi đấu thăng hoa trước đối thủ được đánh giá là mạnh hơn, chính thức giành vé dự vòng chung kết châu Á 2019. Một ngày có rất nhiều niềm vui với Xuân Mạnh. Và anh đã được ban huấn luyện cũng như các đồng đội tổ chức sinh nhật. Chỉ có một chiếc bánh kem nhỏ, nhưng tình cảm của toàn đội thì lại rất dạt dào. Các bạn đây là trai nào. Ok, thank you.